vậy là trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Điều quan trọng là câu lạc bộ Hà Nội đã có được sự ổn định ở mùa giải năm nay. Cơ hội dứt điểm, một tình huống dứt điểm nhanh của Washington Prandtl. Một pha phối hợp tốt giữa Văn Toàn và Washington Prandtl, nhưng ở tình huống cuối cùng thì cú dứt điểm của Washington Prandtl bóng lại đi ra ngoài. Pha phối hợp có ý đồ các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Một pha vẩy má rất hay của Văn Toàn để tạo điều kiện cho Prandtl có cơ hội bứt lên và tung ra tình huống dứt điểm. Và bỏ bóng hay của Lucas Vinicius. Tuấn Hải. Còn đây là Văn Vĩ. Văn Vĩ. Một tình huống can thiệp đến từ vị trí của Asehi. Và tiếp theo sẽ là một tình huống đã phạt góc dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Một tình huống lên bóng nhanh của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Pha can thiệp rất đúng lúc của Asehi. Bình Vương. Duy Mạnh đã cắt bóng rất hay. Còn đây là Tuấn Hải. Ujan Toshi đã trở lại vị trí cánh trái. Đường tạt bóng của Ujan Toshi. Lucas Vinicius có thể dứt điểm. Không vào, bóng trúng sang ngang của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vẫn là cơ hội. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp của Lucas Vinicius. Một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của cầu thủ mang áo số 7. Bóng đã chạm sang ngang khung thành của thủ môn Huỳnh Tấn Linh. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống qua chậm này. Đường chuyền vào trong là của Ujan Toshi. Sau những tình huống khống chế thì Lucas Vinicius đã dứt điểm, bóng trúng sang ngang. Còn đây là cơ hội của Tuấn Hải. Và bàn thắng mở tỷ số đã đến với câu lạc bộ Hà Nội, 1-0 ở phút thứ 33 của trận đấu này. Câu lạc bộ Hà Nội đã vươn lên dẫn trước. Một tình huống đánh đầu đến từ vị trí của Tuấn Hải. Hãy cùng xem lại pha lập công này. Một tình huống đánh đầu rất hay của Tuấn Hải. Từ đường chuyền của Lucas Vinicius thì Tuấn Hải đã có cho mình một vị trí thuận lợi, có được bàn thắng thứ 10 ở mùa giải năm nay. Đây là Văn Toàn. Chuyền vào trong. Không được. Văn Thanh có thể dứt điểm. Vẫn là Văn Thanh. Vợ không vào. Pha bay người rất hay của Nguyễn Văn Công. Một tình huống dứt điểm ở cự ly gần của Văn Thanh. Khi cú sút của Văn Thanh là rất nguy hiểm. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Cú ra chân rất nhanh của Văn Thanh. Và tình huống bay người hết cỡ của Văn Công giúp cho mảnh lưới. Cơ hội Văn Toàn đối mặt, dứt điểm không vào. Văn Toàn đã không chiến thắng được thủ môn Văn Công. Vẫn là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có thể tung ra cú sút. Không vào, vẫn là Văn Công. Văn Công quá xuất sắc ở những tình huống vừa rồi. Những tình huống bay người liên tiếp của Văn Công đã giúp cho câu lạc bộ Hà Nội vẫn bảo toàn được mảnh lưới của mình. Có thể nói người đang thi đấu xuất sắc nhất không phải là Tuấn Hải cầu thủ mở tỷ số, mà bên cạnh đó còn là Văn Công đội trưởng, người đang đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu ngày hôm nay. Chỉ trong 5 phút vừa qua thì Nguyễn Văn Công đã trổ tài. Và đây là một tình huống như vậy, tình huống sút bóng ở cự ly gần đối mặt của Văn Toàn, bóng đã đi trúng mặt của Nguyễn Văn Công. Và đây là Văn Toàn, cánh trái là Văn Thanh. Vẫn là Văn Thanh rất khéo léo, đường chuyền vào trong. Không thể vượt qua được chiều cao của Huỳnh Tấn Sinh. Văn Thanh. Vẫn là Văn Thanh. Cú dứt điểm luôn của Văn Thanh. Cú sút rất căng. Chỉ có điều là hướng đi lại không đi vào khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Công. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dứt điểm vừa rồi của đội trưởng Vũ Văn Thanh. Cú sút luôn cầu thủ mặc áo số 23. Cú sút với lực khá căng nhưng hướng đi lại không chuẩn xác. Ujan Toshi ở mùa giải năm nay đã có cho mình được hai pha lập công trong mùa giải đầu tiên anh thi đấu tại V-League. Đường chuyền của Văn Sơn Châu. Văn Đào, Văn Toàn. Rất tiếc cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và cá nhân tiền đạo Văn Toàn ở tình huống vừa rồi.
Chân sút mang áo số 9 của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có tình huống đối mặt với thủ thành Nguyễn Văn Công. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Thêm một tình huống can thiệp kịp thời nữa đến từ Bùi Hoàng Việt Anh. Rõ ràng khi vào sân thì cầu thủ mang áo số 20 Bùi Hoàng Việt Anh đã có những tình huống. Cầu thủ của cả hai đội. Bây giờ bóng đang ở trong chân của Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Đường chuyền ra cho Minh Vương, có thể dứt điểm. Bóng đã không đi về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Công ở tình huống dứt điểm vừa rồi của Minh Vương. Và phối hợp giữa cầu thủ số 9 và một cầu thủ số 8. Minh Vương là cầu thủ dứt điểm cuối cùng. Tình huống ra chân nhanh của Minh Vương. Vẫn là các cầu thủ áo vàng. Cơ hội đã có va chạm và đã có penalty dành cho đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Cơ hội rất tốt để có thể quân bình tỷ số ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại pha quay chậm của tình huống này. Một pha lên tấn công của trung vệ ACI. Đó là một tình huống can thiệp đến từ vị trí của Nguyễn Văn Dũng. Nó đã khiến cho Vũ Văn Thanh đánh lừa được thủ môn Nguyễn Văn Công. Và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng của Vũ Văn Thanh ở phút thứ 74. Đội trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa trận đấu về thế quân bình. Gần nhất của Vũ Văn Thành tại V-League cũng được thực hiện trên chấm đá phạt 11m. Đó là bàn thắng trong trận đấu với câu lạc bộ Top Line Bình Định cũng trên sân Pleiku. Cũng là một bàn thắng trên chấm đá phạt. Đây là lần thứ hai Nguyễn Thanh Nhân được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, không biết vì đối mặt dứt điểm không vào. Rất tiếc dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, một tình huống đối mặt. Người vừa có tình huống đối mặt vừa rồi là Nguyễn Văn Toàn. Nhưng ở pha bóng vừa rồi thì Nguyễn Văn Toàn lại dứt điểm ra ngoài. Sự tiếc nuối của Nguyễn Văn Toàn. Cầu thủ này vẫn chưa thể có được cho mình bàn thắng tiếp theo ở giải bóng đá vô địch quốc gia. Nguyễn Văn Toàn đã ở rất gần với bàn thắng thứ 8 của mình ở mùa giải năm nay. Hãy cùng xem lại pha bóng này, không có lỗi việt vị của Văn Toàn. Thanh Nhân thì sút bóng từ khá xa của Thanh Nhân. Sau trận bán kết cúp quốc gia diễn ra vào ngày 23 tháng 11 tới đây, 5 cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và 7 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ lên triệu tập đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho AFF Cup. Đó là các cầu thủ áo vàng, cú sút từ rất xa. Rất chống trại Phạm Tuấn Hải. Vẫn là Phạm Tuấn Hải, cú sút. Cú sút bằng chân trái của Tuấn Hải. Bóng đã đi không đi vào khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Suýt chút nữa thôi thì Văn Toàn đã khống chế được bóng ở tình huống vừa rồi. Đường tạt bóng vào, đánh đầu. Không vào. Đánh đầu của Minh Vương, bóng lại không đi vào khung thành. Sự nuối tiếc của cầu thủ mang áo số 8. Nếu ở tình huống vừa rồi bóng đi vào khung thành thì rất khó có cơ hội để thủ môn Nguyễn Văn Công có thể cản phá. Hãy cùng xem lại tình huống này. Như vậy là tiếng còi của trọng tài chính Đỗ Thành Đệ đã vang lên.